Siêu máy tính dự đoán trận Croatia Bỉ. Siêu máy tính Fidelity mới đây đã đưa ra dự đoán về trận đấu giữa Croatia Bỉ tại World Cup 2022. Để thua Maroc ở loạt đấu thứ hai, đội tuyển Bỉ tự làm khó mình trong việc giành vé đi tiếp tại World Cup 2022. Với việc chỉ có 3 điểm sau hai lượt trận, tuyển Bỉ buộc phải đánh bại Croatia ở lượt trận đêm nay mới chắc suất đi tiếp. Trong khi đó, Croatia đang có 4 điểm sau hai lượt trận. Họ chỉ cần cầm hòa Bỉ là góp mặt ở vòng trong mà không cần quan tâm tới kết quả của các cặp đấu còn lại. Nếu có chọn 3 điểm trước Bỉ, Croatia sẽ tiến vào vòng trong với ngôi nhất bảng. Đây cũng là mục tiêu mà họ hướng tới ở trận đại chiến đêm nay mùng 1 tháng 12. Bỉ phần nào đó vẫn nhỉnh hơn Croatia do có nhiều ngôi sao trong đội hình. Dẫu vậy, tâm lý thuận lợi lại đang thuộc về phía Croatia khi chỉ cần hòa là đi tiếp. Theo dự đoán của siêu máy tính 538, cơ hội thắng của đội tuyển Bỉ vỏn vẹn 33%. Trong khi đó, khả năng giành 3 điểm của Croatia lên tới 39%. Tỷ lệ hòa của trận đấu này theo đánh giá của Fightertiet là 28%. Tương tự như Fightertiet, chuyên trang nhận định Sportsmo cũng đánh giá Croatia có tỷ lệ thắng cao hơn, với 37.14% so với chỉ 36.94% của Bỉ. Đội hình mạnh nhất Bỉ, Croatia. Bỉ, Thibaut Courtois, Jan Vertonghen, Tobias Weyrel, Thomas Meunier, Timothy Castan, Amadou Onana, Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Thorgan Hazard, Romelu Lukaku, Croatia, Livakovic, Juranovic, Lovren, Vadio, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Kramaric, Livaza, Perri.